Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Ngày mai là đã update rồi anh em ạ. Và sau update thì cái bộ Warlock nó sẽ rất khó để có thể chơi được nữa. Chính vì thế trong cái video clip ngày hôm nay sẽ là cái video clip tri ân cái bộ Warlock cuối cùng của tôi. Đấy, nên là hôm nay chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ chơi Warlock nha anh em nhá. Chúng ta sẽ không còn cái cơ hội chơi được nữa đâu. Ok rồi, tôi sẽ lấy những cái đồ bắn trưởng là chủ yếu thôi. Lấy cái hộp ma thuật đi. Hộp ma thuật cho tăng cái sức mạnh của cái con Swordman này. Nhưng cái con xung quanh nó sẽ bị giảm cái kháng phép. Khá là ok cho cái con Swordman. Cái món đồ này nó khá khỏe trong cái thời điểm hiện tại anh em ạ. Ngoài cái Swordman này có thể dùng được thì còn có cái con Sandbow Aegis nữa. Nó cũng rất là khỏe. Vào phát là trừ kháng phép của đối thủ, sau đó là bổ một phát là gần như là đối thủ đi rồi. Nhưng mà chắc là thua này. Khó đấy. Có rồng mập ra đầu game rất khỏe. Á ú. Thế chưa chắc. Rồng mập phun vào con này thì nó chưa chắc nhá. Không không không, tôi nghĩ là vẫn ăn đấy. Càng quá nhỉ. Rồi ok, lọt con. Con rồng mập khỏe lắm. Con rồng mập đầu game. À, thế này thì lại đá qua tí The Greater à? Tích bài một vài round nữa anh em ạ. Thua thì chắc là tôi sẽ Eco thôi. Mua sẵn nó Eco ở đây. Còn nếu mà lên được 2 sao mà đánh được, có thể là đánh được thì tôi sẽ up cấp. Thằng này chắc ăn được này, thằng này nó chưa up cấp lên. Greater khả năng là thoải mái có thể ăn được thằng này. Cái update thì anh em đọc update chưa? Không biết là anh em nghĩ thế nào. Chứ tôi thấy là cái bộ Goblin có vẻ nó bắp hơi nhiều đấy. Anh em ạ, Goblin bắp mạnh luôn. Chơi gì đấy? Cái bộ God Warlock chúng ta có thể chuyển từ bộ Beast sang nhá. Nếu mà đầu game cho Beast ấy cũng vẫn có thể đánh Beast được. Xong rồi chuyển sang đánh Beast cũng vẫn có những cái món đồ mà sử dụng được trong cái bộ God Warlock. Đấy. Nó rất là dễ chơi luôn. God Warlock là lúc đầu là chúng ta xây dựng là nó cứ mua sâu về này, xong rồi mua Velom. Đấy, xong sau chuyển sang Warlock. Đồ thì cứ lấy mấy cái món đồ kiểu tăng mana nhanh là được rồi. Beast chơi được mà. Beast lấy những cái món đồ tăng mana nhanh rất là khỏe luôn. Chơi kiểu siêu đẻ đầu game ấy. Nếu mà cho Beast thì chơi. Không cho Beast thì thôi. À ui rồi ôi. Thế này thì là Greater à. Hay là như này. Này khỏe hơn không? Hay như này? Greater tôi nghĩ vẫn khỏe hơn. Kẹp thêm 3 Warrior, kẹp thêm 2 đỏ thì nói chung là cũng vẫn không khỏe bằng đâu. Đây là như này này. Đấy. Xây dựng bằng bộ Greater à? Nếu mà chúng ta xây dựng từ bộ Warrior ấy thì là nó sẽ là gót đỏ. Gót đỏ nó chuyển sang gót Warlock late game. Còn nếu mà xây dựng từ cái bộ Greater thì nó khó đấy. Nó sẽ phải chuyển khá là nhiều. Bộ Greater này gần như là bán hết đội hình. Bù lại thì cái giai đoạn đầu game nó khá là mạnh. Update mới tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều người chơi Goblin anh em ạ. Khả năng Goblin sẽ rất hot. Bởi vì làm sao, nếu mà anh em có một cái con Soundbreaker 2 sao và 3 con mech thì là mỗi round nếu mà anh em chiến thắng là anh em sẽ được là 5 tiền. 5 tiền ở đây là bao gồm là một cái công nghệ mech có thể roll, nó là 2 tiền và 2 tiền đến từ vị trí con Soundbreaker và thêm 1 tiền là chiến thắng ở cái round đấy nữa.
rất nhiều tiền luôn. Và nó không tốn quá nhiều slot. Chúng ta không phải kẹp human vào. Thì nếu mà tính cái tiền của con Soulbreaker nó chiến thắng ấy, nó cũng như là một quyển sách của human luôn. Và không phải tốn 3 slot human. Đánh rất sướng luôn, vừa có khả năng tăng cái tốc độ đẩy cấp, lại vừa có khả năng là roll để ra tướng. Thế thực sự là bộ Goblin Mech chắc là super hot luôn. Cực kỳ là sẽ có nhiều người chọn tranh bài đấy. À, đúng rồi. Quên mất còn chưa chia sẻ với anh em là còn một cái điều quan trọng này mà nó đóng góp vào cái việc là meta sau ấy, cái bọn Goblin Mech nó sẽ hot. Đấy chính là cái việc là con mèo ấy bây giờ nó không phải là ở trong cái kho tướng mở rộng. Đấy, mà nó lại có sẵn ở trong cái kho tướng cơ bản rồi. Là chúng ta không phải pick thêm vào. Lý do đấy sẽ khiến cho cái việc là roll ra con mèo dễ hơn bao giờ hết. Đó. Không phải kho tướng nó không thêm tướng. Nó không cần phải thêm tướng, nó đã roll ra được rồi. Đánh rất sướng luôn. Ui này to đấy. Thế thua. Thằng này thì chắc là chịu rồi. Anh em nhìn nó to vãi đái luôn. Thằng này mà trong meta mới nhá. Vãi đạn. Bao nhiêu con 2 sao vậy? Kinh dị. Quá kinh dị luôn ạ. Thế chịu rồi. Gót này. Rồi, tôi nghĩ là chuyển sang gót rồi. Anh em ạ. Chuyển sang gót Swordman 2 sao là đánh được. Cho 2 con rồi. Rồi thêm con nữa là chơi, chắc chắn là chơi được thôi. Khiếp, cái thằng top 1 xanh thế. Mới ra 10 mà nó từng đấy con 2 sao. Dã man thật. Từng đấy con 2 sao thì chắc là chuối của nó sẽ rất là dài đấy. Mà nó không chỉ là 2 sao không đâu, mà nó là còn Goblin Mech nữa đấy. Đấy mà cái thằng đấy mà nó ở meta sau ấy, sau cái ngày update thì ôi rồi ôi luôn. Cái lượng tiền của nó gia tăng cực nhiều luôn. Khoảng cách của cái chênh lệch giữa tiền của nó và những cái người còn lại nó sẽ rất là lớn. Chưa kể cái việc là nếu mà roll ra 2 con mèo sớm thì trời. Chưa kể là Goblin ấy lại còn một cái lý do nữa mà quên mất lại cũng chưa nói. Đấy là meta sau nhá, nó có một cái món đồ là món đồ God. Nhưng mà God kết hợp với Goblin. Đánh God kết hợp với Goblin luôn. Mà đánh nó cũng chỉ cần ở level 9 thôi là đủ rồi. 6 God. À 4 God kết hợp với 6 Goblin. Nếu mà có món đồ đồ God ấy, chỉ cần đánh ở level 8 thôi. Đấy. God Goblin bom nhỉ. God Goblin ca lông nhỉ. cũng càng đấy, cũng càng đấy. Đấy là đọc update thì chúng ta có nhận định ban đầu là như thế nhá anh em nhá. Đấy, nhận xét ban đầu của tôi là như thế, chứ còn thực tế thì chưa biết. Mai biết. Mai cứ vào tôi sẽ có cái video clip đầu tiên ở meta mới là chúng ta chơi Goblin luôn. Mai tôi sẽ chơi Goblin. Để xem là test thử xem bộ Goblin thực sự nó có mạnh như thế không. Như chúng ta đồn đoán không. Vãi đái, bọn này to thế nhở. Anh em nhìn này. Thằng nào cũng 5-6 con 2 sao là sao. Vãi đái thật. Ôi trời bạn ơi. Sợ thật, may là giết được con cây đấy. Không lại mất được đống máu à. Swordman tầm lay chưa lên được 2 sao. Vẫn yếu lắm. Hay Echo. Có cần phải Echo không nhỉ? Tầm này lên 7. Thực ra vẫn đang chờ cái con Swordman nó lên 2 sao thôi là đánh được mà. Anh em ạ. Được, không sao đâu. Còn nếu mà Superman không lên được 2 sao ấy thì cho tôi xin cái con Tinker ấy. Tinker lên 2 sao cũng chơi được. Ok. Ồ. Chuyển sang gót đỏ trước à? Gót đỏ. 4 gót 4 đỏ.
đánh được ngay ở tại level 7. Cho cái con Storm Shaman vào thay cho con Skybreaker có được không? Khỏe hơn đấy, thật. 4 đỏ đầu game là nó chênh lệch là 450 màu á. Thôi kệ, chưa lên 2 sao nhưng mà tôi cũng cho vào luôn. Swordman này nó có cộng 4 đỏ này, cộng 4 đỏ xong nó còn cộng cả đồ nữa. Có đồ nữa anh em ạ. Mà khả năng giết được thằng này nó là khó. Thằng này to á. Ăn được thằng này là rất khó luôn. Thằng này xanh quá nhỉ. Bài to quá. Full 2 sao anh em ạ. Chịu. Trên này có hai thằng có chuỗi, một thằng chuỗi cộng 9, một thằng chuỗi cộng 7 ạ. Dã man. Đánh kiểu này thọt tiền quá nhỉ. Tầm này giữ máu thì cũng giữ máu được đấy, nhưng mà bây giờ kiểu từ đỏ này chuyển sang Warlock nó tốn khá là nhiều tiền luôn. Con Swordman nó ra sớm mà thậm chí là đối thủ bây giờ nó đã lên được cái con Swordman đến 2 sao rồi. Tôi vẫn chưa ra được con Swordman 2 sao. Cày thật. Ơ cắt chuối này. Được không? Cố lên nào. Cắt chuối cộng 7 nào. Thọt tiền lắm rồi. Rồi ok 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 ok. Được rồi. Không thể tin được. Có thể cắt chuỗi của nó. Đây rồi. Anh em ơi. Quá tuyệt vời. Chuyện này chơi gót đỏ à? Gót 6 đỏ thì bây giờ thực ra là máu còn nhiều nên là gót 6 đỏ nó cũng không có tác dụng nhiều lắm. Chưa ra con ác mộng là nhỉ anh em nhỉ? Cay đặt. Đồ là coi như là chấp một đồ đấy. Cái búa ở trong cái bộ này nó chả có cái tác dụng gì luôn. Cái búa bát, cái con này nó đánh nó có đấm đâu mà. Scotman của tôi nó toàn xoay chứ nó có đấm đâu mà. Nó chả gây bát bao giờ luôn ấy. Coi như chúng ta chấp đồ đối thủ luôn. Warlock này. Bây giờ mới ra Warlock đầu tiên ạ. Giáp à. Đồ đen thật. Đồ đen thật sự luôn. Có nên đổi cái món đồ này không? Xem nào. Chuyện này có 5 rồng nhá. Chuyện này có 5 rồng. Chúng ta phải tung trưởng sớm. Tung trưởng sớm thì mới được. Tinh thể mana là trượng phép thuật đấy. Nếu mà để chơi với 5 rồng tôi nghĩ là tinh thể mana ngon hơn. Tinh thể mana này sẽ giúp cho con này nó xoay luôn, kháng được phép của 5 rồng anh em ạ. Warlock này. Ra con này chắc là tôi lên 8 lên 9 sớm thôi. Có thêm hồi máu nữa. Chúng ta xây dựng từ cái bộ 4 đỏ thôi anh em nhá. 4 đỏ xong chuyển dần sang Warlock thôi. Chứ không chơi 6 đỏ đâu. Máu còn nhiều mà, có chơi Eco đâu. Không 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 cần chơi 6 đỏ, chơi 4 đỏ được rồi. Lên được level 9 là chúng ta đủ bộ Warlock rồi mà. Bây giờ làm nào để sống sót đến khi lên được lên level 9. Đấy xong rồi ra được con ác mộng 2 sao là được. Xong rồi đồ cho nó. Vấn đề là giữ máu dạo này thôi. Ui trên này có thằng Eco Shaman kìa. 50 tiền level 8. Đang có chuỗi.
Thế thì căng đấy nhá. Trận này là có mèo ấy nhá. Và có hai nhà beat. Ngoài ra có một cái nhà beat là nó đã có cái con gấu lên 2 sao rồi. Con gấu tổ. Đây này. Càng đấy. Trận này có beat nhá, hai nhà beat cơ mà. Hai nhà beat, hai nhà beat chúng ta đang chơi nó là God đấy anh em, God Warlock đấy. Sẽ rất ngán nhà beat ở giai đoạn này. God đỏ hay God Warlock đều sợ ở nhà beat cả. Ok, Superman lên được 2 sao gánh phết đấy. Đây rồi. Cuối cùng thì nó cũng đã ra con ác mộng. Lên 9 thì là kẹp được vào 2 Warlock. Đấy. Mà từ từ. Bây giờ đã lên là lên 9 luôn anh em ạ, 21 lên 9. Bình tĩnh. Tiết kiệm tiền để 21 lên 9 nha anh em nhá. Sau 21 lên 9 luôn, không đánh được 8 đâu. Trận này căng đấy anh em ạ, phải có hồi máu luôn. Cái thằng nó được eco ấy là nó sắp lên 9, nó 6 Saman nó vác vào sau round 20 là chết ngay. Nhà nào đi qua là chết hết. Có thằng này to anh em ạ. Nó tiền nhiều. Trên này không biết là cái thằng này nó có chơi cái bộ đấy không nhỉ? Giống tôi không? Trông giống đấy. Cất đỏ kết hợp với rùa. Mà tôi chắc là tôi không có chơi con rùa đâu. Kinh. Có ông nào ở trong game này còn có cả học trò luôn. Rồi. 19 này, 20. 20 sẽ lên được 8, sau đó lên 21 là lên 9. Kẹp hai Warlock vào. Hai Warlock vào sớm để chống cái nhà Saman. Ít ra là có lúc xoay có hồi máu anh em ạ. Hồi được bao nhiêu thì hồi thôi. Thực ra cái bộ này nó cũng chỉ chơi được ở meta này thôi, chứ còn sang meta sau ấy. Cái bộ Warlock kẹp hai Warlock vào nó hồi được 5% máu anh em ạ. Dã man. 5% anh em có hiểu không? 5% cái số lượng đam gây ra. Trời ơi, tức là anh em gây được 100 đam thì anh em mới hồi được 5 máu. Vãi đái. Đây anh em nhìn cái bảng ở bên cạnh ấy. Đấy. Anh em sẽ thấy là khi anh em gây được 5.000 đam thì anh em mới hồi được 250 máu. Quá ít luôn. Thực sự là hồi máu rất ít. hai con Warlock là gần như là phế luôn. Chả ai chơi. Sang meta mới tôi cũng chả hiểu sao bọn nó nghĩ cái gì mà nó để 5% hút máu ạ. 30% hút máu còn không ăn ai, còn 5% hút máu. Ít ra để 15% nó còn có ý nghĩa, còn để 5% thì thôi, tốt nhất là đừng có để. Chả có cái ý nghĩa gì luôn. Ôi thôi chết rồi, có tông quái không nhỉ? Ôi mẹ ơi. Vớ vẩn tông quái này. Ui mày thế. Mày quá, con ách có cứu giá được. Ý tông quái. Đang có chuối mà lại tông quái thì nó lại lạ lắm. Rồi random đó. Ui được đấy. À, thôi tôi đổi đồ cam luôn anh em nhá. Giữ lại cái ánh mắt AZ thôi. Ok. Lấy cái hộp sọ đẫm máu đi đã. Bây giờ chưa có hồi máu, lấy cái này ngon anh em ạ. Cứ bình tĩnh. Con du này nó yếu bởi vì nó không có khả năng hồi máu. Chứ một khi mà nó có khả năng hồi máu là nó lại mạnh. Đấy. Có khả năng hồi máu là mạnh lắm mà. Ăn được không? Đấm đau đấy nhở? Sao thằng này kẹp cá à? Vãi đái thật. Kẹp cá rồi. Xoay không mất máu. Căng thật. Cắt chuỗi luôn.
Thôi cứ từ từ đã. Round sau lên 9. Mà vớ vẩn tôi lên 10 luôn ấy. Anh em ạ, có con Swordman này nó gánh được mà. Lên 10 là kẹp với cả 4 Warlock. 4 Warlock, 4 đỏ. Xong rồi ngồi chờ cái con ác mộng nó lên được 2 sao thôi. Ok. Máu đang giữ rất là tốt luôn ấy. Đây rồi, Saman rồi này. Nó đủ bộ chưa? Ok, vẫn ăn được thôi. Rồi, cái con du của tôi nó có hồi máu, không sợ. Tôi lấy cái mặt nạ cái mặt nạ hút máu cuối rồi. Đấy, gặp Saman có cái này vô tư luôn. Kháng phép già không làm gì được. Còn mấy cái con kia nó vào nó đấm cũng không bao giờ chết được con này luôn. Tôi nghĩ là roll ở level 9 anh em ạ. Kiếm con Batman. Batman là đủ bộ rồi mà. Kiếm Batman với cả Dark Split đã. Roll tí. Từ từ đã anh em ạ. Nó phải 2 sao cơ. Giờ 1 sao tôi nghĩ là up cấp sớm nó không có tiền roll đâu. Dí phát lên 10 luôn là hết sạch tiền. Không còn tiền roll nữa. Mà bây giờ sắp tới là gặp mấy cái nhà beat. Tới tận 3 nhà beat ạ. 3 nhà chơi beat luôn. Càng thật sự. Thằng này vẫn chơi câu gấu á. Vãi đái. Đi rồi. Giờ tầm này vẫn còn câu gấu. Chơi cái gì đấy. Nhiều khi nhìn mấy cái thằng này chơi mà tôi cũng không hiểu là nó chơi cái gì luôn. Rồi đi rồi. Ác mộng tự lên 2 sao này. Bây giờ sợ nhất là mấy cái nhà beat ấy. Còn 3 nhà beat nhá. Nhưng mà cái nhà Saman nó có thể giúp tôi đẩy chết cái nhà beat được. Hai thằng beat ấy mà gặp thằng Saman beat ấy thì xác định luôn. Cố lên. Máu còn 75 máu, chịu được 3 lần đẩy của bọn beat không? Mỗi lần 20 máu thì tôi vẫn sống. Vẫn còn 15 máu để comeback. Bây giờ chỉ có gặp nhà beat là bị đẩy thôi anh em ạ. Bây giờ đẩy ít đẩy nhiều thì tùy. Tùy xem nhà beat nó có những cái gì, nó có đồ gì. Đây rồi, gặp nó rồi. Căng thẳng đấy. Ui. Bình tĩnh các bạn ơi. Mười bốn máu. Tetsulami này. Còn lại lên 10 cho vào đó. Cái nhà thằng đang khỏe nhất ở đó đang chơi beat đấy. 82 máu, khả năng là solo và beat late game rồi. Trừ khi là cái thằng Saman nó có thể làm việc được sớm. Saman ấy, nó 6 Saman nó có thể đẩy sớm thì nó mới ăn được. Chứ còn 6 Saman mà late game thì cũng chả ăn được thằng nào đâu. Nói thật. Chỉ cần cái thằng beat nó lên được 10 thôi. Trận này có Tetsulami. Nó kẹp 4 cá vào thì Saman nó cũng chả làm được cái gì luôn ấy. Nhất là trong trận đấu này, ngoài cái bộ beat ra thì có con Tetsulami này, rồi có cả Scarlet Lancer. Late game gần như là bất lực mà. Này cái này đi. Toán ra mấy cái món đồ không dùng được ạ. Vứt đi luôn. Thôi lên 10 anh em ạ. Chuẩn bị form về 6 Warlock. Vứt hết đỏ thôi. Tí nữa là kẹp cá vào để đánh mấy cái nhà mết nữa. Hiện tại là vẫn còn hai nhà mết sống sót. Một thằng thì chơi Saman. Còn một thằng thì đang cố gắng lên 11. Không biết có lên nổi 11 không.
Bây giờ chỉ cần ra mấy cái con Warlock thì chuyển sang 6 Warlock luôn là được rồi. Đấy, xong kẹp cái Tsunami vào thôi. Sứ Quân Man thì thôi, trận này chắc là tôi nghĩ là không dùng được đâu. Nhiều beat lắm anh em ạ. Sứ Quân Man trận này mà gặp beat thì chắc là nó đẩy cho 20 máu là bình thường. Lại gặp beat, beat này còn kẹp cá nữa. Ê, ra cái Tsunami rồi. Kẹp 4 cá luôn ạ, ác thật. Chơi kẹp 4 cá này. Xoay đi, xoay đi, xoay đi, xoay đi, xoay đi. Được từng nào hay từng đấy. Hồi máu lên, đúng rồi. Ấy à, hồi ác phết. Ôi kìa. Được đấy nhờ. Được đấy chứ. Được đấy, cũng được đấy, cũng được đấy. Cũng được đấy, cũng được đấy. Hay quá. Con này nó đủ đồ hồi máu rồi anh em ạ. Kẹp với cả 4 Warlock rồi có cái chén thánh nữa. Không chết được là được rồi. Ok, nhây được. Nhây được. Nhây này đợi tiền lên thôi. Ui mèo này. Thế Tsunami. Tầm này nhây đợi tiền lên thôi anh em ạ. Tôi nghĩ là bây giờ tôi gặp Saman là vô tư rồi nhá. Gặp Beat thì có vẻ như là đã cũng vô tư rồi. Còn thằng Beat siêu đẻ với cái con Whispersia 2 sao chưa gặp đúng không? Càng phết nhỉ. Còn God siêu đẻ, à còn Beat siêu đẻ nữa, Beat siêu đẻ chưa gặp. Chúng ta sẽ gặp ở round 27-28 thôi. Ok, đây rồi. Xoay đi. Đừng để nó đẻ nữa. Đúng rồi. Nhiều đồ thế. Ngon. Hay quá nhờ. Bây giờ coi như là đánh được beat luôn này. Anh em này. Không sợ luôn. Được quá nhờ. Chưa đổi được thêm đồ cam. Bây giờ đổi là đổi đồ cam thôi. Rồi lần lượt từng thằng nó sẽ ra đi thôi. Mấy cái thằng beat rồi sẽ đi thôi. Sama nó đã mạnh dần lên rồi. Bây giờ mà muốn đổi đồ cam ấy, chúng ta sẽ phải vứt cái ánh mắt AZ đi. Nhưng mà cái ánh mắt AZ này tôi nghĩ là vẫn sẽ cần thiết đấy. Chưa bỏ đâu. Mấy thằng beat cũng kẹp 4 cá vào rồi. Kẹp 4 cá nó cũng ngoài cái việc đấm Saman thì nó còn đấm tôi luôn. Ok, Saman đây rồi. Không sợ, không sợ, thằng này không sợ. Cái thằng mà tôi muốn gặp nhất nó chính là thằng này đây anh em ạ. Thằng này là thằng mà chúng ta chắc chắn là chúng ta không thể thua được. Còn những cái thằng beat là những cái thằng rất nguy hiểm. Có đao thắng đao thua, nhưng mà thằng này, riêng thằng này tôi vô tư luôn. Rồi cái thằng beat nó đi rồi. Đấy, beat được gặp Saman là đi. Vậy là chúng ta thiếu một đồ nữa mới đổi được đồ cam. Rồi, đấy, thắng được ngay. Hy vọng là round này sẽ có một thằng ra đi. Và sau đó nó sẽ để lại cho tôi một cái món đồ. Thiếu đúng một món để rèn đồ cam mà. Đồ cam bây giờ chắc là cần cái giáp phản, búa xét hoặc là Radiant. Radiant để chơi với cả cái bọn beat anh em ạ. Vương miệng đấy, vương miệng. Ở bên Dota thì người ta gọi là Radiant. Tôi nghĩ cái thằng beat là kẹp 4 cá nó sẽ gặp cái thằng beat kia cũng chết sớm thôi. Beat kẹp với cả 4 Warlock nó sẽ đấm chết thôi. Ok, nó gặp tôi. 4 cá thì chắc khả năng là tôi sẽ không gây được đam đâu. Được không? Trông gây đam nó cũng là ác phết đấy nhở.
Thực ra thằng này nó cũng sẽ không thể chết được nếu mà nó có thua tôi. Thằng này kẹp 4 cá rồi mà tôi vẫn ăn được này. Bây giờ chả sợ nữa. Một máu, đối thủ sẽ còn một máu á. Thằng này nó đen là cái con cáo nó không lên được 2 sao anh em ạ. Hết tiền rồi. May là sống rồi nó ra 30 đấy, có cái cơ hội. Nhưng mà tôi nghĩ là sớm muộn gì cũng đi. Anh em nhìn cái thằng ấy kìa. Hai cái thằng ở dưới tôi ấy, thằng top 2 50 tiền ở level 10. Thằng top 3 cũng vậy. Với 50 tiền kia thì nó có thể chuyển bài vô tư. Hoặc là có thể form là cái bộ 6 Saman rất là dễ luôn. Chỉ cần ra một con mèo 5 đô thôi là đủ mà. Mãi chưa run ra được cái con Battleman anh em ạ. Hơi đen. Rồi. Đổi thêm một cái đồ cam nữa nhá. Giáp xoay là Kira đây. Tôi nghĩ là nó sẽ là cái giáp xoay anh em ạ. Kira thì thực ra được đánh với beat thì sợ nó dí lắm. Kira là nó luốt hết xung quanh mà một con còn sống thì tôi sợ là không ổn. Thôi. Không cần Kira đâu. Ok. Rồi. Giáp xương à? Cũng được. Thôi không ăn đùm đâu. Hên xui lắm anh em ạ. Lấy cái giáp xương cho nó chắc kèo. Dù sao thì cũng chống được beat. À đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Thiếu Batman nữa thôi là đủ bộ. Rồi. Này lên được con cáo 2. Có lẽ tôi sẽ thua đấy. Có giáp xoay, trâu phết. Không thua cơ. Biết bây giờ biết không đấm được luôn. Con rùa có giáp xoay rồi. Khỏe rồi. Hồi máu nhiều rồi. Đấm vào không có đủ đam để kết liễu con này. 12 sao rồi đấy anh em ạ. Được đấy nhỉ. Và chúng ta chỉ xem được những cái pha như này ở trong meta này thôi anh em. Meta sau là không còn như thế này nữa đâu. Con sâu bỏ qua anh em nhá. Không chơi đâu. Bao giờ ra Batman thì chơi 6 lock còn không thôi. Hoặc chúng ta thử nuôi con rùa lên 3 sao không? Trông bây giờ có vẻ đang khá là uy tín đấy. Thực ra là bây giờ ấy, chỉ cần 3 con nữa thôi, đúng không? Có trứng ở đây rồi. Trứng ở đây thì nó sẽ có hai cái lựa chọn, một là con rùa lên được 3 sao, hai là con ác mộng. Để mà đánh với cái nhà Saman thì tôi nghĩ là cái con rùa ngon hơn đấy. Còn con ác mộng thì có thể là chúng ta sẽ đánh với cái nhà bít ấy thì chơi ác mộng. Đấy, nhà Saman này tôi nghĩ là vẫn lên là chơi. Ui mèo 2 ạ, vãi đài. 6 Saman mèo 2. Nhưng mà không sao anh em ạ, vô tư. 6 Saman mèo 2 thì cũng vô tư luôn. Ui anh em nhìn kìa. Nó đẩy thằng bít gần chết ạ. Thằng bít sắp đi rồi. Saman đấy, Saman 6 Saman mà tôi có cái con rùa này nó xoay nó chả mất tí máu nào, sướng thật đấy. Đánh kiểu lúc đầu tính toán sẵn rồi anh em ạ. Tính toán sẵn, chỉ sợ bít thôi mà. Và khi mà qua là cái cửa bít thì có nghĩa là cái bọn này nó không thành vấn đề. Saman bây giờ vô tư. Ù lại ra con ác mộng này. Thế ác mộng 3 rồi.
Thế thì ác mộng 3 thật rồi anh em ạ. Khó nghĩ nhỉ. Chưa biết là ác mộng 3 là du 3 đây. Từ từ đã. Bình tĩnh. Ác mộng 3 thì cũng chơi được Saman. Nếu mà chúng ta kẹp cá các thứ vào thì vô tư. Không sợ đâu. Gặp lại thằng Beat. Beat kẹp 4 cá không ăn thua nhỉ? Không, cũng ăn thua đấy anh em ạ. Lancer 2 sao rồi. Thế thì căng. Thằng này Lancer 2 sao mà thua thằng Saman kìa. Không, không thua được. Nó thắng rồi kìa. Căng đấy. Lancer đồ ác chiến thật. Hỏng rồi, nó cắt chuỗi luôn. Không được rồi. Chuyển sang 6 Warlock thôi anh em ạ. Bây giờ chỉ có 6 Warlock mới có thể chiến thắng được. Đấy, chắc chắn đấy. Ác mộng nó mới solo được với cả con Lancer anh em ạ. Chứ còn con Zu này không solo đâu. Ác mộng mới solo được, hấp thụ máu của đối thủ. Có ánh mắt AZ ở đây rồi. Rồi, gặp Saman vô tư. Ê, đau đấy. Đau đấy, đau đấy. Nhưng mà con Dash Sprint của tôi nó cũng gánh phết đấy nhá. Anh em nhìn Dash Sprint kìa. Dash Sprint nhây phết, hồi máu được. Nó thả ra cái bãi kia là nó hồi máu được rất nhiều máu luôn. Mà nó clear cũng nhanh. Chính ra Dash Sprint ấy nó mới là cái con gây đam chính anh em ạ. Anh em nhìn bảng ở phía bên kia kìa. Anh em 8k máu. 8k đam. 9k đam rồi, hơn hẳn ác mộng. Nhưng mà trong khi đấy thằng này nó chuyển sang Warlock rồi anh em ạ. 6 Glacier rồi. Nó chuyển từ Beat sang 6 Glacier. Đấy, tôi biết ngay nó có tiền mà. Nó có tiền nên nó chuyển được. Nó chuyển từ cái bộ Beat sang cái bộ Glacier dễ không. Mà nó cũng hên cơ, đúng không? Luôn đến kiểu gì mà còn 36 tiền mà full bộ. Mà Lancer 2 sao ạ. Quá hên luôn đấy. Thôi bây giờ có giáp xương thì cứ xếp như này vào thôi. Này ok. Xếp như này thì bị cái là sẽ bị con già nó quẹt một phát, nó quẹt hết đội hình đấy. Nhưng mà chúng ta có kháng phép nên là nó quẹt nó không chết được. Tung trưởng lại hồi lại được cái số máu mà nó mất đi thôi. Vấn đề là đứng tụng này vào như thế này thì nó sẽ có hưởng được cái giáp xương chống cái bọn Sama nó hóa. Ok, BKB à? Không, tôi nghĩ là lấy cái này. Chói này ngon hơn. Vào phát tung trưởng luôn. Đổi một món đồ cam nữa không? Đổi luôn đi. Chả cần AZ đâu. Rồi. Cái này chắc chắn là tôi solo với nó luôn. Có khiên thiên thể là chắc chắn là solo được với cả con Lancer đấy anh em ạ. Nó sẽ không thể kết liễu được cái con ác mộng của tôi đâu. Ác mộng của tôi giờ full đồ rồi. Bộ này cứ kéo dài về lết càng mạnh mà. Đến siêu lết game thì nói chung là chẳng ngán cái bộ con thằng nào luôn. Bộ nào cũng thế thôi. Chấp tất cả các thể loại. Kể cả là Glacier, 6 Glacier cũng không thể dồn nam chết được con này đâu. 6 Glacier kết hợp với cả
Anh em có xem mấy cái trận trước ấy mà tôi chi ân bộ này, anh em thấy là có cái trận mà 6 Glacier nhá, mà nó còn kết hợp với cả cái con Fallen Witcher lên 3 sao kẹp với cái bộ Witcher mà nó còn không đấm được chết cái con này cơ mà, bị đánh ngược lại luôn. Nên là cái con Nancer này tôi nghĩ là cũng không có cái cửa nào có giết được cái con ác mộng của tôi đâu. Khó lắm. Có thể là bây giờ nó sẽ giết được ở cái level 2 sao rồi thôi. Nhưng mà lên 3 sao thì chắc chắn là nó sẽ khó để có thể giết được. Tuy nhiên là đấy, như là anh em cũng đã biết là nếu mà chơi kiểu như thế này ý, thì nó sẽ rất lâu. Trận đấu nó sẽ rất lâu anh em ạ. Sẽ kéo hòa đến mãi mãi luôn ấy. Có bao giờ đây lại là một cái trận đấu mà chúng ta hòa đến mãi mãi không? Có không nhỉ? Rồi tôi sẽ chuẩn bị cho cái bộ Spirit vào để đấu với cái bộ Glacier anh em nhé. Đấy, sẵn đấy. Ủa. Ê. Không, khỏe lắm. Trông thoải mái luôn. Ok. Trâu lắm anh em ạ. Thôi thế là cái thằng Saman nó về 3 rồi. Saman nó chỉ đến cỡ như thế thôi. Late game rồi anh em ạ. Saman nó không có cái cửa gì ăn được hai bộ còn lại đâu. Quá mạnh. Siêu late game rồi. Đúc thế này là full đồ vào người rồi đấy. Tôi là gần như là cái đồ này là không thêm được cái đồ gì nữa rồi. Anh em ạ. Bây giờ nếu có thừa đồ ra thì cũng chỉ nhét vào người con đát thôi. Chứ còn con ác mộng này là nó là đồ là quá chuẩn rồi. Cái đồ như này nó sẽ khiến cho con ác mộng thực sự nó là bất tử đấy. Tôi nghĩ là bây giờ có quay đến cái lúc mà solo với cái thằng Glacier kia thôi. Anh em ạ. Mà cái thằng Saman chán đời thật. Còn có 7 máu mà không cố đẩy nó lút, nó chết đi để nó chuyển bài, bây giờ không làm cách nào giết được nó luôn ấy. Kẹp cả cá vào rồi này, đánh rất là an toàn luôn. 4 Warlock kẹp 6 Glacier kẹp với 2 cá ở level 10. Con Lancer của nó bây giờ cũng nó gọi là cái loại bất tử rồi. Khó lắm, bây giờ chỉ có hy vọng ở đát 2 thôi. Đát 2 mới ăn được. Đát 2 với một cái RO thì tôi nghĩ là sẽ ăn được đó. Bây giờ hai con này thì cứ gặp nhau là hòa. Quá trâu luôn. Còn cái thằng Saman thì mất máu dần đến chết thôi. Bây giờ còn có 15 máu. Đấy, không có cách nào luôn. Hai con này đều dã man quá anh em ạ. Hai con này gặp nhau thì chả bao giờ kết thúc của luôn ấy, thề. Một con 3 tiền 2 sao mà chiến với một con 5 tiền 2 sao. Coi như là kẻ tám lạng người nửa cân luôn. Không con nào hơn con nào. Lỗi là tại thằng Saman. Thằng Saman nó đẩy chết cái đằng kia sớm mà tôi top 1 rồi. Mà nó không đẩy được thì thôi phải chấp nhận thôi. Nó đẩy sớm thì nó được top 2, còn tôi top 1. Còn nếu mà nó không đẩy được ấy thì rõ ràng là nó top 3. Còn tôi chưa biết là số phận sẽ đi về đâu đây. Là một cái trận đấu mà rất dài, kéo rất dài luôn. Những cái pha như này thì sẽ hòa thôi, chứ còn cũng chả có hy vọng gì cả. Làm sao có thể ăn được. Khó lắm. Con Dark Spirit ngoài cái việc là nó gây được đam nhưng mà nó phải thả trúng vào con Lancer cơ. Mà thằng này nó khôn, nó để con Lancer một góc. Chả bao giờ thả trúng được cái bãi đấy cả. Khó lắm, mà cái đồ của nó cũng đồ chấn quá anh em ạ. Nhìn nó gây đam. Đồ của nó mắc binh luôn. Toàn đồ mà
kiểu đồ chống chịu nhưng mà nó còn hồi máu, với cả nó còn khả năng là hồi máu nhanh ấy. Chưa kể nó còn một cái bất diệt nữa, khó nhỉ. Giết được một mạng của nó đã khó rồi, đây còn cả một cái bất diệt nữa. Đấy là nó còn chưa full đồ đâu, nó vẫn còn một slot nữa. Bỏ crit ra thay một món đồ cam nữa vào thì tôi nghĩ là tôi thua ạ. Trông nó đánh như này nó đã khá là kinh rồi đấy. Giảm được một lửa máu con ác mộng rồi. Chính ra thằng Saman cũng nhây phết nhỉ anh em nhỉ. Đã đánh mãi chưa chết, điêu thật. Round thứ 40 rồi ông vẫn nhây. Nhưng mà cái thằng đấy chịu chết rồi, thằng đấy chịu chết rồi. Bây giờ nó có chuyển ấy thì nó chuyển giống tôi thôi, lại sang 6 Warlock thôi. Mà 6 Warlock thì đấy, nó lại cầm hòa ba nhà luôn. Mà nói chung là thằng đấy nó chuyển sang 6 Warlock thì đồ của nó cũng không ngon. Đồ của nó toàn là đồ bắn trưởng của con già thôi mà. Nó không phải là cái đồ chịu như kiểu của tôi. Cái đồ mà chống chịu ấy, cái đồ mà tăng cơ như này thì nó mới có thể trụ được cái con Lancer kia. Chứ còn bây giờ chuyển sang Warlock nhưng mà toàn đồ bắn trưởng thì ăn thua gì. 6 Warlock mà toàn đồ bắn trưởng thì không bao giờ có thể gây down được luôn. Với con Lancer mà nó có nhiều cái kháng phép đến như thế. Thôi tạm thời đợi. Đợi kia chết rồi chúng ta lấy đồ. Bây giờ rèn thì nó cũng chưa được cái đồ cam anh em ạ. Tôi tạm thời tôi rèn cái đồ à thôi từ từ đã. Không, thực ra bây giờ cũng chả lấy được cái đồ gì ngon. Thôi còn thằng này bất lực rồi. Gây đam cũng kinh phết đấy. Ây à, nhưng mà anh em nhìn thấy con ác mộng của tôi kìa, rất trâu luôn. Nó phản lại, nó vừa có giáp xoay vừa có khiên, vừa có giáp xoay vừa có khiên luôn. Úi dồi ôi, nhìn nó phản lại kìa, chết hết luôn. Dã man. Ơ quên, tí thì quên. Đây rồi. Rớt hai à? Tôi chứ không có đập trứng con rớt đâu anh em ạ. Chả có tác dụng gì. Đập cho con ác mộng này. Tí ác mộng 3 sao rồi solo tiếp. Sắp có chuỗi đấy. À đâu, không không, thằng này không có chuỗi được. Nó có thắng đâu mà có chuỗi, nó hòa với tôi mà. Ơ nhưng mà sao lần này tôi mất nhiều máu thế nhỉ? Ơ kìa, vô lý nhỉ. Con Lancer của nó khỏe rồi. Ui thua rồi này. Bây giờ phải ác mộng 3 sao thì mới đỡ được. Đây, một con nữa. Một con nữa thôi. Ra đi. Ui giấy. Thôi từ từ đã. Tách cái đội hình ra là anh em ạ. Hình như là chúng ta vẫn sẽ thua ấy. Trông bọn này nó gây đam có vẻ hơi căng. Ui, hết cái con ác mộng. Nhưng mà chắc là nếu mà thua chỉ lọt một con thôi. Lọt con Lancer được rồi. Mỗi nào mất 5 máu. Chúng ta vẫn còn trụ được. Đây rồi. Này quá. Một món cam nữa thì sao? À, lấy
cái bất diệt à? Chính xác đấy anh em ạ, bất diệt là chắc chắn luôn. Ok. Rồi bỏ cái xích ra, không cần xích nữa. Rồi liệu rằng bây giờ đã có thể solo chưa? Lên 3 sao rồi. Không thể tin được cái trận đấu cuối cùng mà chúng ta tri ân cái bộ God Warlock nó lại như này. Thực sự nó là một cái trận đấu mà rất là căng thẳng luôn. Vẫn thua à? Vãi đái thật. Điêu à? Ơ kìa, đồ như này mà vẫn thua là sao? Con Lancer của đối thủ khá là kinh. Đam to thế nhở? Ơi đam mạnh đấy. Chết tôi rồi, không ổn, không ổn, không ổn. Thua này anh em này. Phải, tôi mắc binh rồi đấy. Bây giờ chỉ có lên Dust 2 thôi, đúng không? Có khi là phải kẹp vào Spirit rồi. Này, không ăn thua, không cản được con này. Phải có Spirit anh em ạ. Ừ, khó đấy. Cái tầm này bắt đầu nó giữ tiền nó lên con Lancer 3 sao rồi đấy. Dã man. Liệu rằng có kéo dài trận đấu đến cái mức độ như thế không? Để cho đối thủ lên được Lancer 3 sao. Thế thì căng quá nhỉ. Đang thua đây này, đang chịu thua cộng 3 luôn. Vẫn không thắng được. Mà cái con ác mộng của tôi bây giờ nhá là nó không thêm được đồ rồi. Đồ như thế là mắc binh rồi. Không thêm được cái món gì nữa vào đâu. Bây giờ chỉ có chuyển đội hình thôi. Bây giờ là vứt một gót đi về cái con Tsunami đi để kẹp vào hai Spirit. Chỉ có thế thôi mới trụ được thôi. Bây giờ lại một cái cuộc chiến thi xem là thằng nào lì hơn, thằng nào gan lì hơn thì thằng ấy thắng. Cái tầm này thằng nào mà tĩnh tâm hơn, thằng nào mà không phải đi đón con, không buồn ỉa hay là không bị mất điện thì thằng ấy thắng thôi. Nhưng cái tầm này thì chắc chắn là lì rồi anh em ạ. May quá, cái trận này tôi chơi nó lại vào buổi tối. Được. Tôi có thể ngồi nó đến đêm luôn. Hứa với anh em luôn. Xem là nó có lì của tôi không. Rô cho đát rồi. Sẽ phải có cái này. Để xem thằng lì hơn nhá. Tôi chuyển như này chắc chắn là tôi cầm hòa nó. Nó gõ hai phát nó lại đứng đóng đá một cái. Nó sẽ chả bao giờ nó gây đam vào cho tôi luôn. Nhưng mà như này thì nó chỉ hòa thôi anh em ạ. Nó sẽ không bao giờ thắng được. Nó gõ tôi hai phát rồi tôi lại dí nó mấy cái. Xong nó lại tỉnh dậy nó lại gõ tôi mấy cái. Rồi tôi lại dí nó tiếp. Khi màu nó xuống thấp thì kháng phép của nó là 100% kháng phép. Thì tôi lại không gây được đam. Đấy nó cứ thế thôi. Và chắc chắn là đây là một trận đấu hoa rồi. Rồi bây giờ xem thằng nào buồn đỉa trước nhá. Thằng nào buồn đỉa trước hay thằng nào thật khỏe hơn nào. Bây giờ thi xem thằng nào khỏe hơn. Thằng nào thật khỏe hơn. Không phải đi vệ sinh. Ok. Tớ sẽ ngồi với cậu luôn. Thi gan luôn. Chắc chắn là tôi sẽ chỉ có để này thôi. Đấy, thằng nào lì hơn thì thắng mà. Rồi, Dust 2 luôn này. Dust 2 RO. Quá tuyệt vời. Ok. Rồi. Dust luôn. Sao? Coi như là mắc binh rồi đấy. Đát lên 2 sao có đồ rồi. Ok bạn ơi. Bạn đã thấy buồn ỉa chưa? Buồn ỉa chưa? Dã man. Bây giờ nhá, mà cái thằng này ấy, nó điện thoại của nó hết pin, hoặc là có người gọi điện đến, hoặc là bằng bất cứ một cái sự cố nào đấy thì có thể tôi sẽ kết thúc một trận đấu này. Hoặc là có thể là nó là người nước ngoài và
bây giờ là cái giờ mà nó sắp phải đến trường, hoặc là giờ mà nó sẽ phải đi đón con. Đấy, chỉ có thế thôi. Mình chỉ hy vọng là những cái điều đấy thôi. Hay là chở bà ngoại đi tập thể hình. Dã man. Rồi, nói chung là cái tâm này ấy, thằng nào gan hơn thằng này thắng nha. Bây giờ bạn cũng giữ 50 tiền đúng không? Thế thì tôi nghĩ thằng này nó lì thật đấy anh em ạ. Nó giữ 50 tiền để nó roll ra 3 sao rồi. Còn lên chơi Witcher để kết liễu. Tôi đùa thôi anh em ạ, Witcher thua luôn đấy. Không. Thử một round không? Vẫn còn nhiều máu, thử một round đi nhỉ. Ok anh em. Mà tôi nghĩ là thua luôn đấy. Bỏ gót đi này. 4 Witcher, 6 Warlock. À, không có gót thì đỡ làm sao được. Thử một round thôi anh em nhé. Đấy, nói chung là không được đâu anh em ạ. Không được đâu. Khi mà cái con Lancer của đối thủ ấy nó được đấm ấy, thì có nghĩa là chúng ta thua. Đấy. Thế cho nó nhanh nha anh em nhá. Không đủ đam để có thể kết liễu nó đâu. Anh em nhìn đồ của nó này, 4 món đồ cam. 4 món đồ cam và toàn những cái món đồ mạnh, gọi là chấn phái của con Lancer rồi. Thế là cái việc mà chúng ta chuyển như này thì chắc chắn là thua rồi. À thua. Còn một lần bật bất diệt lên nữa. Hòa. Căng thật. Thôi Lancer không ăn được đâu anh em ạ. Late game này bây giờ chỉ có đến này thôi. Mạnh nhất rồi. Chịu. Hai gót rồi. Cái bọn Witcher bây giờ phế toàn tập luôn. Bây giờ thằng nào nhẫn hơn là người thắng luôn anh em ạ. Đối thủ xả hết tiền đấy kia là tôi không hiểu là đối thủ đang định làm gì. Có phải là đã mất kiên nhẫn rồi không? Nếu mà xả hết tiền tức là mất kiên nhẫn rồi đã. Còn nếu mà còn 50 tiền có nghĩa là nó vẫn đang từ từ. Nhưng mà một khi mà nó đã xả hết tiền đấy kia là chắc chắn là nó buồn hiểu. Khả năng cao như thế. Chỉ có thể là buồn hiểu thôi. Cái việc đi ỉa là cái việc mà rất là quan trọng và nó phải kịp thời. Nó đang coi như là mót lắm rồi đấy. Nó đang vội lắm rồi anh em ạ. Bạn vội rồi à, bạn vội rồi à. Bạn xả hết tiền là bạn vội lắm rồi đấy. Rồi, 50 rồi anh em ơi, round 50 rồi. Round này là round cuối cùng chúng ta có thể gặp con quái. Kéo đến Roshan luôn. Sau round 50 này là chúng ta sẽ không còn gặp quái nữa đâu. Và cái round này chúng ta sẽ có thêm một món đồ tím thôi. Nó cũng chả có ảnh hưởng gì nhiều cái sức mạnh đội hình cả. Thêm một món đồ tím thì nó vẫn thế thôi. Căng thẳng quá nhờ anh em nhỉ. Trận này đối thủ đã vội ở đây anh em ạ. Vội có nghĩa là thua. Tôi nói thật. Một khi mà nó đã vội tức là nó có thể là nó sẽ chịu thua. Đấy. Hoặc là nó đang tìm cách anh em nhá. Nó tìm cách để nó kết thúc sớm. Nó tìm cách để nó kết thúc sớm để nó làm gì. Nó đi à. Yên tâm anh em ơi. Tôi trận này hơi bị nhẫn lại luôn. Tôi thề với anh em. Tôi quá rảnh rồi. Ăn uống xong hết rồi. Đấy. Con cái thì gửi vợ. Hôm nay là quyết tâm là phải tri ân cái bộ này. Thế là tôi không phải trông con. Chắc chắn là tôi thoải mái luôn. Ok. Đấy. Bạn nhìn tiền của mình đi. Bạn nhìn tiền 50 tiền chưa? Nếu mà bạn nhìn thấy là bạn biết là tôi không vội đâu. Tôi không hề vội nhá. Bạn nhìn thấy là bạn biết là tôi không hề vội. Ok chưa à? Rồi, bạn có vội không? Bạn có vội lắm không? Bạn vội à?
Bạn vội, bạn định làm gì? À, Serra này bạn có thêm đồ thì bạn làm gì với tôi? Bạn chả làm gì được luôn. Vẫn thế thôi. Rồi, đát cú lên. Đát sống một thằng chết. Ồ, ok bạn ơi. Ok bạn ơi. Cú lên nào. Ồ, 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 ồ. Đát, cú lên, thả đi. Thả bãi đi. Đúng rồi. Đúng rồi, hai phát. Đúng rồi, đúng rồi. Ui lại hồi máu kìa. Sao không đóng đá nó? Chính ra nhá, cái con đát ấy, nếu mà nó sống là nó có thể kết liễu rồi đấy. Anh em à, đát sống là kết liễu rồi đấy. Bây giờ anh em nghĩ sao? Tôi nuôi con đát lên 3 sao. Đát 3 chắc chắn ăn được. Không nói nhiều. Đợi đấy. Rồi. Chưa vội đâu bạn ơi. Ok, cầm đồ này ngon hơn này. Bạn nhìn là bạn biết là tôi không vội rồi đúng không? Đấy, cái người vội là bạn. À, kẹp Doom vào. Kẹp Doom cái gì? Vô tư, vô tư, vô tư. Bỏ cá ra kẹp Doom. Bỏ cá ra kẹp Doom để Doom. Ơ, bạn ơi, mình sợ Doom đấy. Let game này sợ quá con Doom. Bạn nghĩ là mình sợ con Doom à? Thế thì bạn lại sai lầm rồi bạn ơi. Chấp Doom luôn. Rồi sao, rồi sao? Rồi sao, rồi sao? Rồi sao? Rồi sao? À, Doom một con đát ạ. À, càng. Rồi, thế bây giờ hòa. Bây giờ hòa tiếp. Con đát nó còn có gương cơ mà. Sợ gì? Ok. Bạn vội lắm rồi đấy. Bạn mà hết tiền đằng kia là bạn chắc chắn là bạn đang định tìm một cái gì đấy. Một con Lancer 3 sao chăng? Không biết. Cố lên bạn ơi. Trời. Đấm đúng kiểu tỉ thí hơi bị lâu luôn đấy. Rồi, không có cái gì để kết liễu tớ luôn. Đấy. Tập dưỡng sinh đi. 6 Glacier phải tập dưỡng sinh. Rồi. Đấy, bạn hết vội chưa? Bạn cứ vội đi, tớ thích cái điều đấy. Càng vội càng sướng. Khi mà đối thủ đã vội có nghĩa là đối thủ đã mất bình tĩnh lắm rồi. Ô, đúng thật luôn. À, tớ hiểu, tớ hiểu, tớ hiểu cậu làm gì rồi. Cậu đang chống cái việc bị hóa đá. Cậu đã chuyển sang là Gladiator để chống hóa đá anh em ạ. Nhưng mà bạn ơi, đâu có sợ đâu. Vua lóc này đâu có sợ đâu. Ui giời ơi, thế thì bạn sai lầm rồi bạn ạ. Bạn đã bỏ vua lóc đi là bạn đi luôn. Chắc chắn rồi. Bạn bỏ vua lóc đi là bạn đi luôn đấy. Lancer này thiếu vua lóc thì đỡ làm sao. Được không, được không? Ui, nó cũng hồi máu kinh quá nhờ anh em nhỉ. Ui kìa. Thôi chết rồi. Có khi là nó đúng đấy anh em ạ. Ờ không bạn ơi. Không, 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 không. Ơ, ơ kìa, 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 ơ kìa. Ơ kìa bạn ơi. Ơ kìa bạn ơi. Ơ kìa bạn ơi, đã sập đít thả. Đã sập đít thả này. Ơ kìa. Ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa. Ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa. 18 giây nữa. Ờ. Tớ vẫn đang hồi máu lên bạn ơi. Đã sập đít thả thêm hai bạn nữa đi xem nào. Mà nó nhiều đồ hồi máu á. Ơ. Phản chết ạ. Ui giời ơi bạn ơi. Bạn chuyển xong rồi bạn thua. Mặc dù là không bị hóa đá nhưng mà không có khả năng hồi máu anh em ạ. Phản thì phản đau hơn. Trời ơi. Kết cục cho cái kẻ mà thiếu bình tĩnh nó như thế đấy anh em ạ. Rồi, vậy là chúng ta đã có một cái trận đấu mà tri ân cái bộ này. Quá hay luôn. Rồi, tôi cứ tưởng là nó sẽ kéo dài mãi mãi nhưng không. Cuối cùng thì nó cũng đã kết thúc. Ok, anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn hai clip ở màn hình kết thúc để chúng ta cùng tri ân cái bộ Warlock anh em nhá. Tôi đã làm tổng cộng là 5 trận Warlock rồi.
Đấy, và đây nó sẽ là cái dấu chấm hết cho cái bộ Warlock. Ngày mai chúng ta sẽ không còn chơi cái bộ này nữa anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!